À, xin chào các bạn, video này chúng ta sẽ cùng nhau đi xem qua cái thiết kế phần cứng của cái kit mà chúng ta sử dụng để học lập trình vi điều khiển STM32F1. Thì như bài trước mình đã nói, mình sẽ sử dụng cái kit STM32F103C8T6 này nè, để chúng ta làm cái bài tập thực hành. Và khi chúng ta sử dụng cái kit nào để chúng ta học lập trình vi điều khiển, thì việc đầu tiên là chúng ta phải xem qua cái schematic của cái kit trước, xem qua cái ngoại dạng của cái kit để chúng ta nắm được cái sơ đồ khối của nó, cái thành phần linh kiện trên cái bo, vân vân ha, thì chúng ta mới sử dụng được. Thì cái kit này nè, cái tên quốc tế của nó có tên là Blue Build, STM32 Blue Build. Đó, đây là hình dáng của cái kit. Chúng ta có ở đây là hình chụp mặt trước của cái kit ha, hình chụp mặt sau. Cái mặt trước của nó có cái phần sau ha, đây là cái con vi điều khiển STM32F103C8T6. Đây là con thạch anh cấp dao động chính cho con chip, nó sử dụng thạch anh là 8A. Cái con màu đen đen này cũng là con thạch anh luôn, cấp cho cái bộ dao động thứ hai của con chip, thường dùng cho chức năng thời gian thực, bộ RTC. Thì cái còn thạch anh này nó có thông số là 32.768 kg. Rồi, đây là cái header 4 chân dùng để cắm cái mạch nạp vào, nạp cốt cho chip. Rồi, gần cái phía dưới này thì nó sẽ có hai con led. Một con led nó ghi là BVRR, là con led để cấp nguồn, để báo hiệu nguồn. Rồi, phía dưới này là con led được nối với trong PC13, gọi là use led, để chúng ta muốn lập trình làm gì đó thì làm. Rồi, quay ngược lên phía trên này thì ở đây nó có một cái nút gọi là nút reset, để chúng ta bấm vào nút này thì nó sẽ reset chương trình phía bên trong con chip lại. Rồi, phía trên này là hai cái jumper để chúng ta chọn cái mode boot cho con vi điều khiển. Thì con vi điều khiển thì chúng ta có thể nạp code bằng mạch nạp hoặc là nạp code bằng bootloader có sẵn bên trong của nó. Thì nếu mà vị trí hai cái zoom này mặc định nó ở vị trí là bằng 0 thì chúng ta sẽ không sử dụng bootloader, nó sẽ chạy trực tiếp tiếp cái chương trình luôn. Còn nếu chúng ta chọn nó sang mức 1 thì nó tạo thành bốn tổ hợp với nhau, thì trong bốn tổ hợp đó nó sẽ có một hoặc hai tổ hợp gì đó nó cho phép chúng ta sử dụng bootloader. Rồi, như vậy là cái phần jumper này, cái header này, 6 chân này là để chọn cái mode boot cho con vi điều khiển. Còn đây là cái cổng USB. Thì cổng này là cổng micro USB. Thứ nhất là nó dùng để cấp nguồn cho cái bo này luôn, cho nguyên cái bo này luôn. Thứ hai là nó nối với lại cái khối USB trên con chip để chúng ta học lập trình cái phần giao tiếp USB. Thì con chip này là điện áp sử dụng của nó là từ bao nhiêu vô này? Bữa trước chúng ta đã xem điện áp của nó là từ 2.0 đến 3.6 V, nhưng mà ở đây là cái cổng USB này cấp vào là 5 V. Cho nên nó sẽ có thêm một cái con regu, một cái con IC ống áp, đó là con U1 nè, ở phía dưới mặt dưới. Con U1 này là con regu từ 5 V sang 3.3 V để cấp cho con vi điều khiển hoạt động. Rồi, ngoài ra nó còn có một số linh kiện điện trở, tụ điện vân vân ở trên này. Đây là mặt dưới, này là mặt trên. Đó. Ở đây nó có chỉ ra từng khối cho ông ta nè. Thì khi chúng ta sử dụng, một là chúng ta cấp nguồn vô cái cổng USB này, hai là chúng ta có thể sử dụng cái mạch nạp, trên cái mạch nạp nó cũng có cái cổng, cái một cái chân là 3.3 để nó cấp cho cái bo nó có hoạt động được. Trong trường hợp tải của chúng ta nhỏ thì lập trình GPIO để tạo xung rồi vân vân, thì chúng ta có thể dùng cái nguồn của cái mạch nạp cũng được, còn không thì chúng ta phải sử dụng nguồn của cái cổng USB này. Và cái con regu này nè, cái con IC ống áp, cái công suất của nó cũng nhỏ lắm, cho nên cái nguồn chúng ta sử dụng khoảng tầm 100-200 mA trở lại thôi, thì chúng ta sử dụng cái đuôi nguồn này. Còn nếu mà kết nối với tải công suất bên ngoài thì chúng ta phải cấp nguồn riêng cho các cái tải. Rồi.
Chúng ta xem qua cái schematic của nó. Thì ở trên đây nó có đường link dẫn đến schematic vân vân nè. Có cái đường link này các bạn có thể click vào để các bạn xem thử. Rồi, ở đây là cái schematic mình đã download về. Thì cái kit này là hình như xuất xứ là từ Trung Quốc, cho nên cái chữ trên đây nó có một số chữ Trung Quốc không à. Chúng ta xem nè. Đây là cái con MCU này. Rồi, nó có một số con tụ điện gọi là tụ decoupling để nó nạp điện dự phòng cho con chip ha. Khi mà chúng ta thiết kế PCB, thiết kế mạch cho con vi điều khiển thì chúng ta nhớ là con vi điều khiển nó có nhiều chân cấp cái nguồn vào cho nó. Thì ở mỗi chân cấp nguồn vào chúng ta thêm một con tụ nhỏ nhỏ nối gần, đặt càng gần cái chân đó càng tốt. Tại vì cái con vi điều khiển lúc mà nó hoạt động thì cái điện áp, cái dòng điện của nó không phải lúc nào cũng sử dụng đều đều hết. Mà khi mà có thể nó bật một chân lên mức cao thì dòng điện nó sẽ tăng lên. Rồi nó bật xuống mức thấp lại thì dòng điện nó sẽ ít đi. Đó. Do đó cái nguồn chúng ta thường đặt ở xa nó không có tới kịp con MCU. Do đó người ta phải thêm các cái tụ điện ở gần cái chân nguồn của con MCU. Để lúc mà nó sử dụng nguồn nhiều, cái dòng nó lớn thì nó sẽ lấy điện từ cái con tụ điện này ra. Nó cấp cho con chip. Như vậy là cái mạch nó sẽ ổn định hơn. Cho nên chúng ta thấy ở cái chân nguồn của tụ người ta thường hay ở cái chân nguồn của con MCU người ta hay thêm cái con tụ nằm gần đó. Rồi, phía dưới là cái mạch tạo dao động cho nó, tạo dao động bằng thạch anh, ở đây thạch anh là 8 ma ha. Thì cái thạch anh này chúng ta đã học nhiều rồi, con vi điều khiển nó muốn chạy được cũng có phải cấp dao động cho nó hết. Thì chúng ta có thể sử dụng dao động nồi phía bên trong hoặc là dao động thạch anh này. Thì cái đó là chúng ta cần fit bằng phần mềm. Rồi, phía bên này cũng là một cái mạch tạo dao động nữa. Mạch tạo dao động này đưa vô cái trong BC14, BC15. Nó có tần số 32768 dùng để cấp dao động cho cái bộ thời gian thật của phía bên trong chip. Thì ở đây nó vẽ còn thiếu, đáng lẽ thông thường hai chân tụ này nối lại với nhau sau đó nối xuống mát nữa. Giống như bên này nè. Rồi, phía bên này là cái phần mạch nạp. Mạch nạp thì nó có cái chân, nó dùng cái chuẩn là SVWD. Cái chuẩn này nó chỉ có hai đường để nạp thôi, đó là đường SWDO và SWClock. Thì cái chân clock nó sẽ tạo xung clock đồng bộ, còn cái chân SWDO nó sẽ gửi hoặc là nhận dữ liệu về thông qua cái chân này. Đó là cái chuẩn SWD. Còn hai chân còn lại là chân nguồn của chân mát. Rồi, đây là cái cổng micro USB ở trên chip này. Thì nó có cái đường cấp nguồn 5V. Khi mà chúng ta cắm cái bo lên máy tính thì cái nguồn 5V từ cái cổng USB của máy tính sẽ cấp cho bo thông qua cái chân Webus này. Rồi, thì cái chuẩn USB nó sẽ ra là 4 dây, là Webus này, để cộng, để trừ, với lại GND. Còn đối với lại USB OTG, các bạn có bao giờ nghe USB OTG chứ? Trên mấy cái điện thoại Android nó hay ghi là USB OTG. Thì đối với USB OTG nó có thêm một cái chân ID nữa để chọn cái chức năng cho cái thiết bị USB của chúng ta là hot hay là device. Và thông thường nếu mà chúng ta sử dụng cái cổng USB micro nó sẽ có 5 chân, còn sử dụng cổng USB bình thường thay A thay B thì thường nó chỉ có 4 chân thôi. Thì ở đây nó có 5 chân, chân ID này được nối xuống mát luôn để chọn mặc định chức năng cho cái kit của chúng ta là device. Rồi, hai chân D cộng D trừ thì nó được nối nối tiếp với lại một con điện trở nhỏ thông qua cái chân PA11, PA12 nè. Hai con điện trở này gọi là hai con điện trở terminal. Thì thông thường trên các cái đường truyền nó chống cái sóng phản xạ lại, thì thông thường ở cuối đường truyền người ta thường hay thêm các cái con điện trở nhỏ ở cuối đường truyền. Khi thiết kế layout PCB thì cái con điện trở này nè, chúng ta phải đặt càng gần cái cổng USB càng tốt. Mặc dù là nó vẽ nối tiếp vào giữa cái cổng với lại con MCU, nhưng mà chúng ta phải hiểu là chúng ta đặt cái con điện trở này càng gần cái cổng càng tốt mà, chứ đừng có đặt gần về phía con MCU. Rồi, ngoài ra ở đây có một con điện trở nữa để build up lên 5V. Thì con điện trở này nó để cho cái máy tính, khi mà chúng ta cắm cắm một cái thiết bị USB vào máy tính thì để nó nhận biết được tốc độ làm việc của cái thiết bị của chúng ta là low speed, high speed hay full speed gì đó, thì nó dựa vào cái con điện trở này, điện trở trên cái chân D cộng D trừ
dựa vào cái nó sẽ có những con điện trở trên đó để nó bull up hoặc là bull down để nó chọn cái tốc độ. Thì ở đây nó sẽ có một cái con điện trở bull up lên trên 5V, điện trở 4,7 kg. Cái cấu hình này là full speed hay low speed gì đó mình cũng quên rồi. Cái này chúng ta sẽ xem lại sau. Nhưng mà có một cái điều lưu ý là cái con điện trở này nè, ở trên đây. Người ta cũng lưu ý cho mình nè. Là cái phần hardware của cái kit này à, thì cái chuẩn USB nó yêu cầu một con điện trở 1,5 kiloohm pull up lên chân, pull up trên cái chân đề cộng này. 1,5 kg à. Nhưng mà cái bo này nó lại gắn cái con điện trở là 10 kg hoặc là 4,7 kg. Chúng ta thấy ở trên schematic ở đây nó dùng con điện trở là 4,7 kg. Như vậy là bị sai so với cái chuẩn USB rồi. Do đó khi mà chúng ta học đến cái phần USB, chúng ta phải thay cái con điện trở RM10 này nè bằng cái con điện trở 1,5 kg. Đến lúc đó chúng ta cắm cái USB vào máy tính thì nó mới nhận được. Thì cái điện trở này nó cho phép sai số, có thể dùng 1,5 kg hoặc là 1,8 kg cũng được. Chúng ta xem cái hình này. Thì cái con điện trở R10 này nó ghi là 103, có nghĩa là 10 kg. 10 là 10, sau đó 3 phía sau là 10 mũ 3 nữa là thành ra 10 kg. Thì con điện trở này bị sai rồi. Cho nên có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta tháo con điện trở này ra thay bằng con điện trở 1,5 kg vào đây. Cách thứ hai là chúng ta nối tiếp nối cái chân D cộng của nó với lại một con điện trở khoảng 1,8 kg nối lên trên trên nguồn với bus. Chi tiết của nó thì mình cũng chưa kiểm tra thử cái này ha, mình chỉ đọc ở đây mình thấy nó có cái lỗi như vậy thôi. Còn khi nào tới cái phần USB thì chúng ta sẽ kiểm chứng lại cái này sau. Rồi, thì cái nguồn 5V ở đây nè, nguồn 5V chúng ta lấy từ cái cổng USB này vào nè, nó không được cấp trực tiếp cho MCU ha. MCU chúng ta chỉ hoạt động tối đa là 3V3 thôi, cho nên nó phải thông qua một con regulator nữa. Regulator ha. Regulator là ống áp, mà thông thường người ta hay nói tắt là regu thôi. Đây, cái nguồn 5V này được nối vào cái 5V này, đưa qua cái con regu và lấy ra được cái nguồn là 3/3. Thì cái nguồn này các bạn thấy cái con regu ở trên cái bo nó nhỏ, nó rất là nhỏ, đồng nghĩa với lại cái công suất của nó cũng nhỏ. Thì công suất của nó bao nhiêu các bạn có thể lấy cái tên của con chip này nè, các bạn tra datasheet của nó thì xem được cái dòng cấp tối đa của nó bao nhiêu, và chúng ta tránh sử dụng quá dòng con chip này thì nó sẽ nóng và nó cháy. Đây cái tên của nó này. Thì đó là phần nguồn. Còn về cái phần chọn cái mode boot thì ở đây nó có một cái header để chọn cái mode boot. Thì trên đó có sẵn hai cái zoom. Mặc định là nó ở vị trí là 0. Thì trên con video khiển nó sẽ có hai chân boot 0, boot 1 để chúng ta chọn cái mode boot thôi. Đây là chân boot 0 này và chân boot 1 ở đây nè, để chúng ta chọn mode boot. Còn nếu chúng ta không sử dụng mode boot thì chúng ta nên để mặc định. Trường hợp mà chúng ta không có cái mạch nạp thì chúng ta mới sử dụng cái boot loader để chúng ta nạp code. Còn nếu chúng ta có mạch nạp rồi thì cái này chúng ta không không sử dụng làm gì cả. Thì mặc định là nó để ở mức 0, để ở mức 0. Đây là hai con led, một con led để báo nguồn 3V3 và một con led được nối vô chân PC13 để chúng ta lập trình. Thì con led này đặc điểm của nó là cái chân anode của nó nối lên nguồn, còn cathode thì nối vô cái chân PC13. Do đó là nếu mà chúng ta xúc ra mức thấp thì con led nó sẽ sáng, mức cao là con led nó sẽ tắt. Mắc theo kiểu sinh dòng. Còn gì nữa không? Ở đây còn có hai cái header nữa, hai cái header để ra chân cho nó. Thì khi người ta bán cái kit cho mình nó sẽ để trống hai cái hàng header hai bên này, hai cái header hoặc là hay gọi là cái xương cá. Thì chúng ta phải hàng thêm vô để chúng ta có thể hàng hai cái header vô, hoặc là chúng ta hàng dây vô để chúng ta test, chúng ta đo kiểm mức tín hiệu xuất ra có đúng hay không. Đó là hai cái hàng chân này.
Thì hai cái hàng chân đó chúng ta có một cái schematic nữa. Schematic này để chúng ta xem cái ngõ IO của nó. Thì trên cái trang web mới này á, nó cũng có cái link cho chúng ta xem cái schematic đó luôn. Cái pinout này. Thì các bạn cũng download về để chúng ta tham khảo, sau này chúng ta tham khảo. Đó, đây là cái ngõ ra của nó tương ứng trên cái header. Thì cái bo này nè, ngoài cách là chúng ta dùng KLC để chúng ta viết chương trình nạp code thì có một cách thứ hai nữa, đó là chúng ta có thể sử dụng cái Arduino. Chúng ta có thể sử dụng nó giống như cái bo Arduino vậy. Thì trên web á, nó sẽ cấp cho chúng ta một cái bộ thư viện chúng ta cài thêm vào cho cái phần mềm Arduino, thì chúng ta có thể sử dụng cái bo này giống như là cái bo Arduino. Thì lúc đó chúng ta lập trình của nó dễ dàng hơn. Tuy nhiên lập trình cách đó thì chúng ta không có hiểu sâu về cái phần cứng. Thì đây là cái phần cứng để chúng ta tham khảo. Sau này chúng ta có thể làm một cái ứng dụng của riêng chúng ta, thì chúng ta sẽ tham khảo lại cái mạch này, cách nối dao động, cách nối nguồn, cách cách nối cổng USB cho để chúng ta làm cho nó đúng ha. Video của mình đến đây là hết ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.